Đây, dâu Đà Lạt đây, tiếp. Ấy chà. Đó, ngon chưa? À, chín đỏ luôn. Cái trên này này, cái trên này đỏ đã to nữa chứ. Đầu năm đi làm cái review này, view đó. À chà, này đi sơ 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 vô đây. À, chị ngất ngay luôn. Em du lịch đẹp hơn. Để coi thử cái bảng này đang trả lời, đang trả lời tin nhắn cho bạn đó. Rồi gọi tiếp. À dạ, mất rồi. Rồi tiếp tục. Mọi người đang đặt cái review mình, người nhà mình việc làm đó. Đây. Rồi cái đường nào dễ đi này, đây cái đường này dễ đi này. Con này đó. Giọng giọng trong trong giọng trong mấy cái YouTube còn nhiều lắm nghe. Đây là mấy có mấy đường vào quán ngày mùng 3 Tết chưa phục vụ bao nhiêu hết. Rồi quay sơ sơ vậy nghe cả nhà, phát lên Facebook thì vui. Đầu năm chúc cả nhà Facebook năm là vui và sức khỏe, thành công vạn sự như ý. Có đi Đà Lạt thì nhớ ghé vườn dâu Phương Nam.